bạn, chào mừng bạn đang đến với kênh video của Hoàng Ngọc Sơn. Và ngày hôm nay thì tôi muốn xin được chia sẻ với các bạn một lĩnh vực đầu tư khá là hot trong thời gian gần đây. Chúng ta hãy cùng khám phá xem đó là lĩnh vực đầu tư gì nhé. Có khá là nhiều lĩnh vực đầu tư đang phổ biến hiện nay như là bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại hối và có cả lĩnh vực Bitcoin đang rộ lên trong thời gian gần đây. Nhưng mà ở đây thì tôi không muốn phân tích sâu về các lĩnh vực đầu tư ấy, tôi chỉ muốn nói đến Forex, trao đổi ngoại hối. Vậy thì Forex là gì? Forex được viết tắt của từ Foreign Exchange hay FX. Thị trường Forex là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán các loại ngoại tệ của các quốc gia thông qua hệ thống liên ngân hàng với tỷ giá thả nổi. Thị trường Forex được ví như là một thị trường OTC, nghĩa là không có một trung tâm giao dịch cụ thể, mà nó được kết nối giữa các ngân hàng, các nhà đầu tư, các nhà môi giới với nhau thông qua hệ thống máy tính, điện thoại, fax. Bạn sẽ đặt ngay một câu hỏi là tại vì sao thị trường Forex lại không có một trung tâm giao dịch cụ thể? Đó là vì Forex có lượng lưu thông tiền tệ lên đến hàng nghìn tỷ đô la, nên không có một cá nhân hay tổ chức nào có khả năng thao túng thị trường này cả. Tôi xin được giải thích với bạn một câu ngắn gọn về thị trường Forex. Forex là hoạt động mua bán, trao đổi các loại ngoại tệ và ăn lời bằng sự chênh lệch tỷ giá. Khá là dễ hiểu vậy không nào? Và bạn biết đấy, việc lựa chọn một hình thức đầu tư thật sự là không dễ dàng tí nào, đặc biệt là đối với những người mới hoàn toàn chưa biết gì về Forex. Thì ngay sau đây, chúng tôi sẽ được chia sẻ với bạn 5 gợi ý lý tưởng về thị trường Forex để cho bạn có thể phần nào chắc chắn hơn với quyết định đầu tư của mình. Như các bạn đã biết thì nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới là khác nhau và giá trị đồng tiền cũng khác nhau. Bởi vì giá trị của đồng tiền thì được đo bằng tốc độ phát triển kinh tế của quốc gia đó. Và Forex được xem là một thị trường hoàn hảo và không bao giờ chết. Khi nào còn có sự khác biệt về nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới với nhau thì Forex vẫn còn tồn tại. Đây là cái ưu điểm đầu tiên và cũng được xem là một trong những cái ưu điểm quan trọng về thị trường Forex. Và cái ưu điểm thứ hai về thị trường Forex là Forex không bị bó buộc về thời gian. Forex hoạt động liên tục 24 giờ một ngày và 5 ngày trong tuần, từ thứ hai cho đến 4 giờ sáng thứ bảy. Bạn có thể thoải mái giao dịch tại bất cứ nơi đâu và bất kỳ lúc nào bạn muốn. Bạn có thể vào lệnh hay thoát lệnh bất cứ lúc nào. Quá là tiện lợi phải không nào? Và cái ưu điểm thứ ba về thị trường Forex là Forex khác với bất động sản. Với bất động sản thì bạn mua vào và đợi giá lên cao, sau đó bạn bán ra để kiếm lời. Nhưng mà với Forex thì Forex là một thị trường hai chiều. Khi giá lên, bạn có thể mua vào. Khi giá giảm, bạn có thể bán ra ngay. Quá là tiện lợi phải không nào? Và cái điểm thứ tư về thị trường Forex. Forex khác với chứng khoán. Với chứng khoán thì bạn thường hay bị loạn đầu bởi hàng trăm, hàng ngàn cái mã chứng khoán. Thì Forex đơn giản hơn rất là nhiều. Bạn chỉ cần tập trung vào một số cặp tiền chính và kiếm tiền từ chúng là đủ rồi. Cái điểm thứ năm về thị trường Forex. Thì với các cái hình thức đầu tư như là bất động sản hay là chứng khoán thì bạn đều phải chuẩn bị cho mình một khoản nguồn vốn khá là lớn. Với nguồn vốn lưu động lên đến hàng trăm triệu thì không phải cá nhân nào cũng đủ khả năng về tài chính để có thể tham gia. Nhưng mà với Forex, chỉ với 500 cho đến 1.000 đô la thì bạn đã có thể mở và giao dịch một cái tài khoản và có thể kiếm lời từ nó rồi. Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ với các bạn 5 cái gợi ý lý tưởng về thị trường Forex. Và tôi biết rằng bạn đang đặt ngay một câu hỏi. Với một thị trường khá là lý tưởng như vậy thì liệu rằng có bất cứ cái rủi ro nào xảy ra hay không? Tôi xin trả lời với bạn rằng là có. Đã là đầu tư thì dĩ nhiên là có cơ hội và rủi ro. Nhưng mà cái rủi ro ở đây chúng ta hoàn toàn có thể tiết chế lại được. Ngay sau đây tôi xin được chia sẻ với bạn các cách sao để đầu tư Forex sao cho hiệu quả nhé. Bạn biết đấy, với bất kỳ một lĩnh vực đầu tư nào thì bạn đều cần phải có cho mình một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực đầu tư đó. Và Forex cũng vậy. Khi mới bắt đầu với Forex thì bạn nên tìm hiểu cho mình một số thông tin cơ bản, lựa chọn một số sàn giao dịch uy tín. Quan trọng là uy tín và tính thanh khoản cao. Tìm hiểu một nguồn kiến thức nhất định về thị trường Forex. Nếu có điều kiện, hãy tìm cho mình một người thầy thật tốt trong thị trường này. Đừng dung nạp một lúc quá nhiều kiến thức từ sự truyền đạt của nhiều người. Nó sẽ làm cho bạn loạn lên đấy. Đừng làm phức tạp quá vấn đề. Mọi thứ hãy để cho nó trở nên đơn giản nhất có thể. Khi đã có được cho mình một nguồn kiến thức cơ bản về thị trường Forex, thì hãy mở và giao dịch với một tài khoản demo. Với tài khoản demo thì bạn có thể làm quen dần với phần mềm giao dịch, cách thức giao dịch cũng như là cải thiện kinh nghiệm và đưa ra cho mình một số chiến lược phù hợp với khả năng và mong muốn của mình. Khi
thực sự đã có được mức độ tự tin cao và kiến thức cũng như là kỹ năng của bản thân, thì việc lập một tài khoản thật, tiến hành các giao dịch bằng tiền thật nên sớm được thực hiện để thu được lợi nhuận như mong muốn. Và hãy bắt đầu với một tài khoản nhỏ có những trải nghiệm thực tế trước khi đưa ra quyết định mở rộng tài khoản. Bây giờ thì bạn đã có thể phần nào yên tâm hơn với thị trường này chưa? Khi mọi thứ đã đi vào sự kiểm soát của bạn, các lệnh giao dịch đã được tính toán kỹ càng về mức rủi ro cũng như là lợi nhuận đạt được, thì việc của bạn chỉ là đặt lệnh và cấp máy tính lại để làm những việc khác thôi. Tôi chắc rằng khi bạn đã có được một nguồn kiến thức chuyên sâu, không còn lăn tăn về sự thay đổi của giá cả, thì cũng là lúc bạn có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho bản thân cũng như là chăm sóc cho gia đình thân yêu của mình. Và trước khi kết thúc video của tuần này lại ở đây, thì Diễm My cũng xin được tổng kết lại những thông tin cơ bản về thị trường Forex. Forex là hoạt động trao đổi mua bán các loại ngoại tệ và ăn lời về sự chênh lệch tỷ giá. Forex là một thị trường hoàn hảo và không bao giờ chết. Khi nào còn có sự thay đổi giữa nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới với nhau, thì Forex vẫn còn tồn tại. Forex hoạt động liên tục 24 giờ một ngày và 5 ngày trong tuần, từ thứ hai cho đến 4 giờ sáng thứ bảy. Forex khác với bất động sản, Forex là một thị trường hai chiều. Khi giá lên, bạn có thể mua vào. Khi giá giảm, bạn có thể bán ra ngay. Bạn chỉ cần tập trung vào một số cặp tiền chính và kiếm tiền từ chúng là đủ rồi. Với Forex, bạn có thể bắt đầu với một nguồn vốn nhỏ từ 500 cho đến 1.000 đô. Đến đây thì Diễm My xin được dừng video của tuần này lại ở đây. Và hy vọng rằng qua video này thì bạn đã có được những thông tin cơ bản về thị trường Forex, tìm được cho mình một bước đi mới. Đừng chần chừ vì thời gian là có hạn, nhấc chân lên và đi tìm cho mình một nguồn thu nhập mới. Bạn muốn nhận được nhiều thông tin bổ ích hơn thì hãy like và subscribe kênh video của Hoàng Ngọc Sơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.